Ui, siêu âm thấy thai đạp này. Sao em chẳng cảm nhận được cái gì chị nhỉ? Bây giờ của em mới có 15 tuần, 14, 15 tuần thôi thì em chưa cảm nhận được đâu. Con so thì nếu mà muốn cảm nhận được thì phải khoảng 19, 20 tuần. Còn nếu mà với người con dại thì có thể sớm hơn khoảng 16 tuần thì cảm nhận được. Thế là 14 tuần thì nó hơi sớm quá cho nên em chưa cảm nhận thấy. Ví dụ như khoảng tầm từ 28 tuần trở đi thì bắt đầu là em sẽ đếm cái cử động của thai. Em sẽ đếm vào khoảng lúc buổi tối, ăn cơm xong này, nằm nghỉ này. Mình sẽ đếm, mình nằm nghỉ ngơi và mình sẽ đếm xem trong vòng một tiếng có khoảng 4 cái đợt cử động của em bé thì là cái thai tương là khỏe mạnh. Thế còn nếu như mà trong vòng 1 giờ mà cái cử động thai mà nó ít hơn 4 đợt thì là lúc đấy là em sẽ cần phải đi khám ngay, bởi vì là cái cử động của thai nó chính là cái mà em cảm thấy cái sự hiện diện của em bé ở trong cơ thể của mình. Thế nên là nếu như mà thấy rằng là thai nó ít đạp đi hoặc là thai nó đạp không có giống như bình thường, như những ngày bình thường, những cái thói quen bình thường hàng ngày của em bé chẳng hạn, thì mình cũng nên đi khám, bởi vì là để phát hiện những cái sớm nhất, những cái bất thường, để có gì thì sẽ xử lý những cái bất thường đấy.